Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn hủy các yêu cầu các bạn đã gửi ở trên Zalo bằng phần mềm Zalo Plus. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào tab đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo. Tại đây các bạn thêm tài khoản Zalo mà các bạn muốn hủy đi những yêu cầu các bạn đã gửi vào trong phần mềm Zalo Plus. Các bạn có thể thêm tài khoản bằng cách nhập số điện thoại và mật khẩu, nhấn chọn thêm tài khoản để thêm tài khoản Zalo của mình vào trong danh sách đăng nhập ở phía dưới. Bây giờ thì mình sẽ thêm một tài khoản Zalo vào trong phần danh sách đăng nhập này. Tại đây thì một tab đăng nhập Zalo được hiện ra. Có 3 cách để các bạn có thể đăng nhập. Cách đầu tiên, các bạn có thể login bằng cách quét mã QR. Hoặc cách thứ hai thì các bạn có thể login bằng cách duyệt ở trên điện thoại của mình. Và cách thứ ba thì các bạn có thể login thông qua cookie ở trên Zalo. Bạn có thể click vào mục hướng dẫn để có thể nhận được hướng dẫn login bằng cookie vào trong Zalo Plus. Bây giờ thì mình sẽ login bằng cách duyệt ở trên điện thoại của mình. Như vậy là mình đã thêm thành công một tài khoản Zalo mà mình vừa thêm vào trong danh sách đăng nhập. Nếu muốn login vào trong Zalo Plus, các bạn có thể click đúp vào trong tài khoản Zalo mà các bạn muốn. Hoặc các bạn có thể đồng thời lựa chọn nhiều tài khoản, nhấn chọn login các tài khoản đã chọn để có thể đăng nhập đồng thời những tài khoản này vào trong Zalo Plus. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập tài khoản mà mình vừa thêm vào trong Zalo Plus. Đăng nhập thành công. Sau khi đã đăng nhập thành công, để có thể hủy đi những yêu cầu kết bạn mà các bạn đã gửi, các bạn tìm và lựa chọn mục hủy yêu cầu kết bạn. Trong mục này thì các bạn sẽ hủy đi danh sách những lời mời kết bạn mà các bạn đã gửi đi ở trên tài khoản Zalo mà các bạn vừa đăng nhập. Thời gian delay thì các bạn nên để từ 10 đến 30 giây để hạn chế tình trạng bị checkpoint hay là bị khóa tài khoản Zalo của mình. Đồng thời các bạn có thể tích để lựa chọn hủy lặp lại sau khi đã hủy hết và số lượng những yêu cầu kết bạn mà các bạn muốn hủy. Đồng thời các bạn chú ý là tính năng này thì sẽ sử dụng máy ảo Memu, nên các bạn có thể lựa chọn để check máy ảo Memu của mình trước khi thực hiện các thao tác. Sau khi đã hoàn tất các thiết lập trên, bạn click vào ô bắt đầu để có thể bắt đầu thiết lập và hủy đi những yêu cầu kết bạn đã gửi bằng phần mềm Zalo Plus. Đang thiết lập và bật máy ảo cho tài khoản Zalo của mình. Đây chính là máy ảo được thiết lập cho Zalo mà mình vừa login ở trên Zalo Plus. Các bạn chú ý là với một số tài khoản Zalo thì lần đầu tiên các bạn đăng nhập vào trong máy ảo thì các bạn có thể sẽ phải đăng nhập thủ công hoặc là thực hiện các thao tác để xác nhận. Thì các bạn thực hiện và trong những lần đăng nhập sau thì các bạn sẽ không cần phải thao tác tay nữa. Phần mềm sẽ tự động login vào trong những tài khoản máy ảo của mình. Đây chính là danh sách những lời mời các bạn mà mình đã gửi ở trên Zalo. Bây giờ thì Zalo Plus sẽ thông qua máy ảo để thu hồi những lời mời các bạn này. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp ở trên tài khoản máy ảo của mình. Đồng thời thì danh sách những người mà mình đã hủy yêu cầu các bạn sẽ được hiện lên ở trong danh sách đã hủy, bao gồm tên Zalo và trạng thái. Lịch sử cũng sẽ được hiện ở trong ô lịch sử trên Zalo Plus.
Nếu muốn kết thúc quá trình hủy yêu cầu các bạn này thì các bạn click vào ô kết thúc. Hủy yêu cầu các bạn hoàn tất.